À, Phật tử đòi ăn mắm ruốc làm sư phụ phải chịu. Ngon quá bà con ơi, chảo mắm ruốc này ngang hết sảy chảo mắm ruốc hay chưa bà con, thấy chảo mắm ruốc chưa? Ở Mỹ bà con làm mắm ruốc thấy chưa? Cái này thì cá kho, đây là cá kho tàu nha. Mắm ruốc này mà giờ xào ở trong nhà 3 ngày vẫn còn, 3 ngày vẫn còn nghe mùi, cho nên phải ra bên ngoài xào. Nè, chả bóng ruốc đấy ngon không? Đó, nó phải ra bên ngoài mượn cái đồ bên ngoài của ông thợ xào nè, nhưng mà xào trong nhà 3 ngày vẫn còn nghe mùi. Cái này cá kho nè, cá kho tộ nè, thấy ngon không? Cái này mắm ruốc đó, cưng Phật tử chiều Phật tử vậy đó. Rồi gì mà đoạn mắm ruốc ra sao mắm ruốc sảy luôn. Mắm ruốc bằng tơ đậu nành nha quý vị. Nồi cá kho gì thấy chưa? Hấp sảy chưa? Thì thấy không, ở Mỹ mà có cái nghề này làm bán cũng ngon nữa đó đó, ngon chưa? Bá chén một chén không, rồi có cốc cầu cái gì chấm vô ha. Rồi ơi, mắm ruốc này coi chị thấy chưa, đó thấy chưa, thấy cá kho tộ thấy không, giống y bon không? Người thấy giống y bon không? Cái này phải ra ngoài nấu chứ nấu trong nhà chết luôn. Nấu đây mai là trời lạnh á, chứ trời trời nóng mà mấy nhà sớm nó nghe nó mở cửa ra, mấy nhà Mỹ mở cửa ra nghe mùi đi kiện thấy mùi nậu luôn ha. Trời ơi, cá kho rồi quý vị, y bon không quý vị? Cái bông kho thấy chưa? Ôi rồi, còn nồi ruốc chịu khó cực chút, đảo tới đảo lui. Cái này là mình mượn cái thợ, cái bếp bên ngoài của mấy ông thợ thôi nha, chứ nấu ở trong nhà chịu không nổi đâu. Sả, ớt, đậu phộng giả, tương, và ruốc, ruốc đậu phộng luôn, ruốc đậu nành. Ôi, và cái quần áo tôi đó, có gì thấy nào mắm ruốc chưa? Ngon không? Đó, bà con thấy chưa? Bát bát ngát, ngào ngạt. Ngon quá quá gì ơi, hết sảy quá gì ơi. Thử cái ngang. Quý chua chua ngon quá. Nghe rồi, cây cối thì tự động sụ mặt hết trơn rồi, thấy không? Lạnh cây cối thì sụ mặt hết trơn. Quá lạnh mà. Ê xà đâu rồi? Ê xà ơi, sư phụ nhóc bên xà rồi, sư phụ ơi, sư phụ nhóc bên xà rồi. Ê sư phụ cho ê xà ra nghe. Ê xà ngoan nghe không? Sư phụ nhớ bên xa rồi.
Mọi người ơi, coi vậy chứ cưng lắm á mọi người ơi. Bỏ không có đành mọi người ơi. Tính bỏ rồi đó mà bỏ không có đành mọi người ơi. Cưng lắm mọi người. Tắm rồi vậy, trời lạnh cho tắm dồi đó nghe không. Thơm phết rồi con. À, sư phụ mới ra kho mắm ruốc hồi rình đó thấy không. Hồi sư phụ đi tắm con thấy không. Cưng ngoan của sư phụ đó bạn. Sư phụ không, sư phụ làm mắm ruốc á. Nặng quá ê xà, nặng quá ê xà, nặng quá thấy không. Thôi nhiêu đó thôi mừng rồi, sư phụ biết rồi, sư phụ biết ê xà thôi, sư phụ rồi biết không, thương nhiêu đã đủ rồi. À, biết rồi, biết thương rồi, đừng có làm quá. Biết thương rồi, nhà sư, biết thương rồi, giận rồi, chết, không yên, nằm sụp, yên trộn, nằm sụp, hả, biết rồi, thế phụ biết, ơi, giọt chết xuống luôn á, quá quá mà, thôi không có trả lời nữa. Lạnh quá rồi sao? Lạnh rồi. Giờ mặc áo vô nghe. Lạnh quá mặc áo vô nghe con, nghe không? Ê sư phụ lấy áo mặc vô nghe, chứ lạnh dữ lắm á, biết không? Biết không? Ê sư phụ lấy áo mặc vô nghe không? Ở mặc áo là tối nay lạnh không độ luôn á. Ê thà chết luôn á. Sư phụ bẻ răng à, sư phụ bẻ răng à, giỡn quá sư phụ bẻ răng à nghe không. Sư phụ lấy kìm bẻ răng à, sư phụ lấy áo bạc nghe. Phái lắm, xà phái dữ lắm, cũng tội nghiệp, nhớ riết thì cũng tội. Cho áo vũ cửa hàng nè, biết không? Ai xài đâu? Con đây chị phụ ơi. Áo vũ cửa hàng. Rồi leo lên áo vũ cửa hàng, leo lên đó, đúng rồi. Áo vô, lạnh thấu tối nay, lạnh thấu xuống nè. Chịu có áo rách đi tại con không à? Con làm cho nó rách thì bây giờ con phải mặc áo rách đi. Đạp à. Làm áo rách thì giờ phải mặc. Tao đập cái gì mà giỡn quá trời. Áo rách đi. Áo mười mấy đồng bạc á. Hai đứa con làm rách. Đâu rồi? Cái lò ơi, làm rách cao rồi. Chứ không có chỗ sọt vô nữa chứ vui. Chứ vui. Lên cái chứ vui. Ui rách rồi, sư phụ ơi. Nè,
Họ nói người ta nắm nè. Biết không? Biết không? Biết không? Không rách áo vậy đó. Rồi đi vô, vô. Đây. Rồi đi vô. Lạnh lắm, đi vô. Nghe cái mùi mắm ấy, cái là quậy á anh. Là anh thấy mong không? Làm chứ không có lợi mày. Nghe mùi mắm nó quậy vậy đó. Ôi ôi, ôi ôi. Lạnh quá rồi. Lạnh quá rồi, dù quá. Cái mặc áo vô vậy cho đỡ lạnh phải không? Lạnh quá, lạnh quậy à. Quậy à, quậy à, quậy à. Quậy à, quậy à. Quậy à. Quậy à. Ôi. Nó nghe cái mùi mắm. Nghe mùi mắm nó quậy vậy đó. Đó. Ừ đó. Rồi trời nó nguội. Nó nguội vô keo. Rửa tay mới được. Rửa tay mới rinh vô được quý vị ơi. Rửa tay, rửa tay, rửa tay. Rửa tay. Quay đi. Lạnh mà đỏ tay luôn á, nước lạnh, nước đá luôn, lạnh vậy đó. Rồi lên vô từng món. Ngồi ra, ngồi ra nè. Cá kho giống không? Giống cá kho không? Mới nóng hổi vậy mà giờ nguội ra lẹ ghê không? Lạnh quá trời lạnh mà. Rồi giờ con dọn cái bãi chiến trường này nữa. Nó không riêng. Dọn cái bãi chiến trường nữa. Tôi làm bếp giỏi không? Tôi làm bếp giỏi không? Rồi tắt ngang. Bữa nào tôi chỉ cho cái làm mắm ruốc trở lại ngang.